Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với channel Ông Xe Hơi. Từ tháng 5 này thì các đầu xe Ford bán tải của Ford Ranger nhé thì sẽ có cái mức tăng giá niêm yết vào khoảng hơn 10 đến 20 triệu cho từng phiên bản. Và đáng chú ý nhất là bản XLS AT một cầu tự động trước mặt của anh chị các bạn đây tăng lên vào khoảng 19 triệu. Thì mình cũng đi lần lượt nhé. Rẻ nhất là phiên bản XL 2 cầu số sàn từ mùng 1 tháng 5 thì nó sẽ là 669 triệu đồng. Bản XLS 1 cầu số tự động thì là 707 triệu đồng. XLS AT 2 cầu số tự động 776 triệu, tăng 20 triệu đấy. Ngoài ra chúng ta có một phiên bản mới là phiên bản Ranger Sport. Cái này thì thay thế cho XLT nhé. XLT chúng ta sẽ bỏ. Giá là 864 triệu thì nó đắt hơn khoảng 34 triệu đồng so với con XLT cũ. Cấu hình cũng là hai cầu số tự động. Và Wichach thì bọn em tăng lên là 979 triệu. Khuyến mại từng đầu xe thì do quy định chào giá thì bên em sẽ rất là khó để cụ thể trong video. Tuy nhiên thì mong anh chị có nhu cầu để liên hệ trực tiếp qua bên em. Hotline đang đính kèm trên màn hình để bên em gửi cái báo giá chi tiết từng bảng theo thời điểm nhé. Cho anh chị đang xem. Hiện nay thì phiên bản mới ấy, thì với con XLS một cầu số động chúng ta sẽ gần như là có một cái mặt ca lăng giống như XLT, một bộ đèn full LED. Lên giá 20 triệu thì mình có một bộ đèn full LED mới nhá. Bóng này bóng bi halogen. Ngoài ra thì bên em cũng bỏ bản một cầu số sàn. Doanh số thì có thể là không còn tốt như thời điểm trước, và số sàn thì đa phần các bác mua luôn hai cầu XL, giá nó cũng hợp lý hơn đấy. Đây, trắng đen thì vẫn là bán chạy nhất bên em. Ở thời điểm này thì ví dụ như là con một cầu số động thì lăn bánh đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng 750-760 triệu đầy đủ phụ kiện. Giá này thì chưa trừ khuyến mại giảm giá nhé. Lãi suất vay ngân hàng hiện nay thì tốt nhất thì có thể vẫn là Sihanbank thôi, gói cố định 5 năm các bác vay kinh doanh. Và bọn em thực sự rất nhiều công ty hay là cá nhân vay gói này 9,19% trong 6 tháng đầu và 10,9% trong 54 tháng còn lại. Đấy, thì mình có nhu cầu có thể alo trực tiếp qua bên em. Tháng này thì nó lên giá và gọi là một bản facelift nhẹ thì xe nó cũng sẽ phải chờ một thời gian để về nhé. Xe sẵn giao ngay đầu tháng thì khả năng là hơi khó, tuy nhiên chúng mình đặt vào khoảng 2-3 ngày hoặc là tùy vào từng màu có thể có cái xe giao luôn, cũng như là chuẩn bị tốt nhất. Các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp qua bên em nhé, bên em tư vấn báo giá thêm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.